Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi trưa ngày 19 tháng 3 năm 2024. Như chúng ta biết, thế giới những ngày qua người ta chỉ nói về vấn đề bầu cử của nước Nga và vấn đề ông Putin tái đắc cử một cách rất là ngoạn mục. Và cuộc chiến tại Ukraine thì chúng ta thấy nó gần như là bắt đầu chuyển bước ngoặt mới. Thì tí nữa chúng ta sẽ vào thực địa thì chúng ta sẽ thấy có một số cái vấn đề chúng ta cần phải bàn. Đấy. Tức là có lẽ là cái mục tiêu cũng như là cái thời hạn thì nó cũng là vậy thôi. Nó cũng đã có sẵn. Đấy. Nhưng mà tất nhiên trong lúc này lúc khác thì người ta có thể là trùng xuống hoặc là có thể là bắt đầu là mạnh lên. Thì nó tùy theo cái tình hình chính trị của nước Nga, tình hình chính trị của Ukraine hoặc là của thế giới. Thế thì chúng ta biết là tại Mỹ hiện nay người ta đang rộ lên cái khả năng là bên phe Cộng Hòa, phe đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện có thể sẽ thông qua cái gói viện trợ mà chúng ta thấy nó rất là khó khăn để mà qua được trong thời gian vừa qua, và có thể có một số người thủ lĩnh, tức là nó gọi là các diễn giả đó, của Hạ Viện đã bị phải từ chức hoặc là buộc phải bỏ phiếu bất tín nhiệm và phải rời chức vụ. Thì hiện nay ông Mike Kerr thì có vẻ như cứng hơn. Nhưng tuy nhiên thì Mỹ thì vẫn là Mỹ thôi, mèo trắng heo mèo đen thì cũng là mèo thôi, Cộng Hòa hay Dân Chủ thì cũng là Mỹ thôi. Thì người ta nói rằng trong vài tuần tới có khả năng sẽ thông qua cái gói viện trợ tương đối lớn cho Ukraine. Bởi vì cái ông Michael Johnson của Chủ tịch Hạ Viện, người của Đảng Cộng Hòa, thì người ta cũng không muốn là kiểu gì kiểu chứ cũng là một mình chống lại tất cả thì nó cũng khó. Thì thà có thể nhượng bộ một cái ít nhiều gì đó rồi sau đó là thắng thua như thế nào đó rồi tính sau, chứ còn không thể là một mình chống lại tất cả. Thì tôi nghĩ đấy là cái động thái của ông thôi, chứ còn cũng không có nghĩa là ông nhất trí hoàn toàn trong cái việc mà viện trợ cho Ukraine. Và nếu mà viện trợ cho Ukraine trong thời điểm này thì nó có thể nói là rất là bất lợi cho Nga, hay nói cách khác là họ có thể có những cái bước tiến nó tốt hơn. Và có thể nói là cái bước ngoặt nó tạo ra từ cái gói viện trợ này thì tôi cũng nghĩ là nó sẽ không có bước ngoặt. Tức là nó sẽ gây khó khăn chứ không thể là thay đổi được cái tình hình tại Ukraine. Tất nhiên là bên phe Cộng Hòa ở đây thì người ta cũng đang muốn là coi như là các cái gói hỗ trợ đấy, viện trợ đấy thì nó phải đi kèm với các cái luật an ninh biên giới cũng như là các cái cải cách về nhập cư tại Mỹ. Đồng thời là bên phía hành pháp, tức là bên phía chính phủ của Biden là phải có những cái rõ ràng trong cái chuyện mà nó gọi là cái gói viện trợ nó đi đâu về đâu, tức là nó phải rõ ràng. Chứ anh không thể là coi như là bây giờ cái đưa nó không biết đi đâu, rồi thậm chí là bây giờ bảo 16 tỷ hôm nọ nó đi đâu mất rồi, hoặc là vân vân và vân vân. Thì tôi thấy là những cái chuyện này là nó sẽ làm rốt ráo, còn nếu mà không làm được thì tất nhiên nó lại sẽ nhỏ giọt. Trong cái 61 tỷ này tôi nghĩ là nó phải đưa một lúc 61 tỷ thì nó lớn lắm, lớn vô cùng luôn. Trên màn hình thì cái tình hình bầu cử đến gần rồi, thì nước Mỹ nó phân chia, lúc khi mà bầu cử thì chúng ta biết là nó sẽ phân chia rõ ràng ra là hai đảng, hai phe và hai cái đường lối. Đấy, cho dù gì đi chăng nữa thì rõ ràng là cái thời gian tới đây Mỹ nó cũng không thể làm ầm ầm lên được. Đấy. Bởi vì người ta, năm bầu cử của người ta là chúng ta biết rồi, nó rất là căng thẳng, rất là kịch tính và nó có nhiều cái đột biến, thì không thể mà người ta đưa các cái vấn đề mà nó vốn đã hóc búa lại đưa vào chương trình nghị sự tranh cử của mình. Bây giờ đưa toàn chỗ điểm nóng là đi vào mà tranh cử thì chắc chắn là cũng không có hay ho gì rồi. Bây giờ mà báo cáo là bên Palestine là người bên ấy là chết mất 40.000 người rồi lại đem vào đây để mà vào tranh cử để cho mà thắng thì khó lắm các bạn. Cho nên là nó sẽ có những cái nó trùng xuống. Cho nên là càng đến ngày bầu cử thì tình hình nó sẽ càng khó khăn. Cho nên là người ta sẽ lo, người ta làm trước đấy các bạn. Và cái mức độ nào thì chúng ta hãy chờ xem. Và bây giờ chúng ta đi vào mặt trận. Cái tình hình mặt trận thì chúng ta, trước hết chúng ta cũng nói về khu vực biên giới. Đây, biên giới Nga từ đây. Đây là ngã ba biên giới với Belarus đây. Đây, ngã ba này. Đi lên, đi ngã, đi lại. Thì chúng ta chỉ thấy nó chủ yếu phát triển các cái khu vực Sumy và Kharkov. Hay nói cái khác là tương đương với bên kia là Kursk và Belgorod, mà đặc biệt là khu vực Belgorod.
khu vực tại Sumi này thì chúng ta cũng chỉ thấy cái chỗ một cái Tokino thôi. À, mà quả thật là Tokino nó vẫn là một cái gọi là điểm đen trong cái thời gian vừa rồi tại Sumi. Tokino, Tokino đều được cả các bạn ha. Đây khu vực này chúng ta zoom nhỏ lại thì chúng ta thấy nó nằm đâu, nó nằm đâu. Đây là Sumi các bạn, Sumi. Thế là nó nằm giữa Sumi và Charyigop, đây là khu vực Tokino, và nó cũng phải lõm vào, nó lõm vào trong này. Thì đến khi mà nếu mà trong trường hợp họ có lấy được thì nó cũng dễ giữ hơn. Đấy, nó lõm vào đất, tức là Nga đây, là nó lõm vào đây. Thì nếu mà nó lấy được như thế này thì nó rất là dễ, nhưng mà thực tế là không có dễ như người ta tính. Thì Tekno hôm qua cũng lại tiếp tục là có những cái giao tranh. Theo thống kê của bên Nga thì trong ngày hôm qua 18 tháng 3, khu vực Belgorod và Sumy này, và Belgorod cũng như là Kursk này, thì Nga đã đưa vào một là cái hướng chiến đấu, tức là mở ra một cái hướng chiến đấu. Ví dụ như là chúng ta nói về Kupian hay chúng ta nói về Zaporizhia, thì bây giờ chúng ta nói thêm là cái vấn đề chỗ Belgorod cũng như là Kursk. Thì ngày hôm qua cái mặt trận này là Nga đã tiêu diệt 150 binh sĩ Ukraine, 5 xe tăng và một hệ thống pháo. Tất nhiên là bên đất Ukraine chứ không phải là 5 xe tăng ở bên đất Nga các bạn nhé, tức là tiêu diệt họ ngay từ bên này. Và Ukraine tiếp tục khẩn trương và triệt để sơ tán 55 khu định cư đã được điểm danh, tức là đã công khai danh sách ở vùng Kharkov, có danh sách kèm theo rồi. Và họ tiếp tục làm các cái phòng tuyến cũng như các cái công sự rất chắc chắn tại đặc biệt là khu vực Sumy để mà đề phòng Nga có thể tấn công trong thời gian sắp tới. Và chúng ta biết là ông Putin ông bắt đầu đã đề cập thẳng luôn là cái vấn đề tức là vùng đệm của hai bên chỗ biên giới, chứ không thể mà để cái tình trạng mà người dân Nga tiếp tục bị tổn thương như thế này, hay nói cái khác là cái vùng biên giới là không được yên. Như chúng ta biết ngày hôm qua tiếp tục bên Ukraine tấn công vào Belgorod làm chết tại chỗ 8 người. 8 người, à xin lỗi, 11 người chết tại chỗ, 80 người bị thương, và trong số 80 người đó thì 10 người đang nguy kịch. Như vậy có khả năng là sẽ 20 người, 20 đến 21 người sẽ là tử vong trong cái cuộc tấn công cái hôm qua. Đấy, thì chúng ta thấy đây là cái vấn đề rất lớn, cho nên không thể nào mà để tình trạng như thế này được. Thì có lẽ là cả hai bên, không phải là hai bên đâu các bạn nhé, tức là bên 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 kia với bên này, mà coi như Nga sẽ làm luôn hai bên luôn. Bên Nga thì đương nhiên rồi, và phía bên Ukraine, Nga cũng sẽ lập cái phòng tuyến cho nó chắc chắn tại khu vực biên giới, chứ không thể mà ngày nào cũng pháo kích, ngày nào cũng bom đạn, và hay nói cái khác là không thể yên ổn ở đây là không được. Tại khu vực gần Sumy thì nó có một cái làng gọi là Velika Pisavica, giáp với lại chỗ gần Kharkov hơn, là cái chỗ này đây các bạn này. Đấy, đây là Kharkov này, còn đây là Sumy thì cái chỗ này. Thì hôm qua Nga đã tấn công 100 quả bom Pháp vào cái làng này, coi như nát bươm cái làng này các bạn nhé. Và tiếp tục đánh bom vào cái chỗ Vecharename, tức là của bên Ukraine gần cái đường mà đi lên Belgorod. Đây nó có một cái đường lên Belgorod này các bạn. Thì Nga đánh tiếp cái chỗ này. Đây là cái đây là biên giới đấy các bạn. Biên giới. Đó, thì hôm qua là đánh tiếp, tức là hai cái chỗ này thì coi như cũng nát bấy ra. Chỗ này nó có một cái người ta nói gọi là các lực lượng đồn trú, nhưng mà tôi cho là nó là doanh trại hay đồn trú thì cũng cũng ở đây cả. Thì hôm qua là Nga đã tấn công hai cái làng này, coi như không còn cái gì hết. Bây giờ chúng ta xuống khu vực Tarani. Đây nó gọi là Kolyaka, đây nó gần Tabaika đây các bạn. Đây Tabaika này, đây Kolyak Ruka, thì hôm qua cũng tiếp tục giao tranh đây. Và chúng ta thấy đã có một cái màu vàng nó nằm đây, tức là cái phòng tuyến của bên Ukraine. Đấy, tức là khi mà đi xuống về đây nó rất khó, mà chúng ta biết là cái đại bản doanh ở khu vực này đảm nhiệm duy nhất đó là Pishchana. Thì chúng ta nhìn cả một cái vùng rộng lớn này thì đúng là Pishchana của họ là nó nằm một mình một ngựa đấy các bạn. Chúng ta thấy là nó gần như nó không có một cái làng mạc nào hết, không có một cái chữ, tức là không có địa danh, không có chữ tức là không có địa danh, mà không có địa danh tức là không có làng, không có thành phố nào, chỉ có một cái chỗ này thì chúng ta biết là chính là cái đại bản doanh của họ ở đây.
hôm trước tôi cũng đã nói rồi, thì từ đó là bắt đầu là họ đánh vào khắp nơi, thậm chí cả các cái trên này nữa, và chặn các cái đường này, chỗ Petropavlovka đi Kupiansk là cái khu vực đường này, chỗ này rất quan trọng, đánh vào hồi xưa đến nay là chúng ta biết đánh vào các cái khu vực này để đánh. Và đương nhiên rồi, thì nếu mà tiếp viện thì người ta tiếp viện từ bên này, họ tiếp viện sang. Thì hiện nay cái chỗ này là chỗ rất là, có thể nói là công sự rất là chắc chắn. Đấy, từ đó họ đi, và nếu mà trong trường hợp mà Nga mà dí đuổi, Nga đánh thì chúng ta biết là họ sẽ thì nó lại rút lui. Đấy, đây là có thể họ đang tấn công theo cái hướng này, đấy, tất cả các hướng này. Nhưng mà khi bị Nga tấn công thì có lẽ là họ lại phải rút về, lại tiếp tục về cái đại bản doanh đó. Thì cái này cũng là một cái, nếu mà Nga đánh bẫy được cái này thì tôi nói là cả một cái vùng này nó sẽ là một cái vùng rất là rộng lớn, rất là rộng lớn. Chúng ta có thể nói là sẽ giải phóng một cái khu này, tất nhiên là tới đây luôn, nó sẽ rất rộng lớn. Các bạn tìm có cái chỗ này thì tôi nghĩ là Nga sẽ biết mình cần phải làm gì. Còn đây tất cả các cái làng xã đây, nhiều chữ đây và đậm đậm đây, là nó là ven sông Oskol các bạn nhé. Khi qua tới bên kia nữa thì nó tình hình nó khác. Thì đây là vùng đất này nó thuộc về Kharkov anh chị nha. Có một số anh chị rất lớn tuổi cho nên nhiều khi đi thẳng vào cái bản đồ này là không tưởng tượng nó đang ở đâu. Thì đây nó là Kharkov, nó ở bên cạnh Kupiansk đấy các bạn. Ở trên này là Shinkovka, ở dưới này là Terni. Chúng ta tắt ra, chúng ta vừa về lại đấy. Thì các bạn sẽ thấy đây là Kupiansk. Kupiansk đây là cái chỗ Shinkovka đây. Còn dưới này Kramina và Torske, Zarchina là khu vực Liman, này Terni nằm đây. Terni nằm đây. Đây Terni. Thì khu vực Terni này thì trước đây chúng ta thấy là Nga đã từng đến cái chỗ cái làng này rồi. Đấy. Đến cái làng này đánh sập cái đập này, và thậm chí là nói chung chưa qua cầu đấy thôi, nhưng mà đã từng chiếm đây. Thì chúng ta thấy bây giờ là đã bị đẩy lui về đây. Đấy, có thể nói là trong cái thời gian bầu cử Nga mất cũng nhiều đất đấy các bạn. Đấy, tức là một số cái điểm mà hồi xưa Nga tấn công là coi như bây giờ lùi lại đây, tức là cách xa bây giờ là 2 cây số rồi, có nơi 1 cây. Đấy, thì thực tế là bây giờ mà vẽ bản đồ ở đây thì có những cái không thể xác minh được, cho nên là bên này nói thế này, bên kia nói thế kia, nhưng mà Nga chắc chắn rồi, thì chỗ này đang rút lại đây. Phía dưới này chính là khu vực Siberia, là tròn tròn đấy các bạn, là tròn tròn, trung tâm đó là Siberia. Thì ở đây nó có mấy một số cái điểm nóng, đặc biệt là cái chỗ Belogorovka, mỏ than mỏ đá. Thì lần này có vẻ như là Nga bắt đầu tấn công mạnh hơn, chứ tôi thấy là trước đây chúng ta cứ thấy tới đây cái là dừng, vì bên này chúng ta nói nhiều rồi, đây núi đá các thứ là cao, điểm cao, cho nên là họ tức là thủ rất là tốt đấy, và có thể là tấn công ở cái vùng đất thấp. Tuy nhiên ngày hôm nay bắt đầu tôi thấy là các cái hướng đi rất là nhanh, rất là nhiều. Tôi thấy là 4 5 hướng ấy, là đánh vào khu vực này, và một số lính của Ukraine đã bỏ chạy khỏi cái Belorusska này. Thì nếu mà khu vực này mà Nga lấy được thì trên này vượt sông, đây nó có một con sông mà xuống chỗ gọi là Grigorovka đây, nếu mà qua được cái khu vực này thì chúng ta thấy là đây cũng chả có một cái địa danh gì, nó chỉ có rừng với núi thôi. À, và đây nó một bên nó là Donetsk, còn bên này nó là bên thuộc về Lugan các bạn nhé. Donetsk chỗ này nó hơi hơi móp méo tí cái chỗ bản đồ thôi, thì nó lượn lượn nó theo cái núi cái sông gì đó, cho nên là nó cái biên giới nó không được ngay thẳng lắm. Thì lần này tôi thấy có vẻ là sẽ lấy được cái Belorusska. Bây giờ chúng ta đi xuống cái khu vực phía dưới này. Đây, khu vực đây là khu vực Siverd các bạn nha. Còn riêng Siverd thì Nga mấy ngày nay Nga bắt đầu đánh bom vào đây rất là nhiều. Đây nó là trung tâm đại bản doanh của cái khu vực này. Còn ở chỗ Ivanovka, thì Ivanovka này thì đến hôm nay cũng thành thật mà nói với các bạn là bắt đầu Nga đã bị đẩy lùi. Thì hiện nay là bị đẩy lùi rồi. Nga đang cố gắng giữ cái khu vực này. Còn cái khu vực mà trước đây chúng tôi vẽ có tí chỗ này á, và bên này nó có họ họ có một cái bìa rừng rất là đỉnh cao, rất là quan trọng, thì bây giờ Nga đã co về, thì có lẽ là thứ nhất là bên đối phương đã mạnh hơn, tăng cường viện trợ nhiều hơn,
đấy, và đánh có hiệu quả hơn. Mà Nga có thể là rút lui chiến thuật hay như thế nào đó thì chúng ta không biết. Thời điểm đó là chúng ta thấy là họ đi từ cái đường này, từ cái chỗ mà tức là Constantinople dưới và đi về Chasovka, thì các lực lượng này họ có thể nói hiệu quả và làm cho Nga chưa thể làm gì được đây. Còn Chasovka thì hôm qua cũng yên, cái tiếng không có tiếng bom, thì tôi nghĩ là nó cũng nằm trong cái gì đây của Nga thôi, chứ còn đây là hiện nay là Nga đang rút các bạn nhé. Thì nó có thành cái rõ gì không thì chúng ta chưa biết tại khu vực này. Đặc biệt là cái chỗ Klitschko này hiện nay là giao tranh rất là mạnh, nó gọi là dùng từ là dữ dội các bạn nhé. Hiện nay hai bên đang giao tranh này. Thì nếu mà trong trường hợp mà chúng ta biết là Nga thì không xông qua cái ngã tư đường sắt đường bộ để mà đi vào trung tâm Bakhmut được rồi, nhưng mà về phía bên Ukraine thì người ta cũng đã tiếp tục tấn công vào, và đặc biệt là có một cái điểm cao trên này họ đánh xuống. Cái khu vực này hiện nay là đang rất là dữ dội. Xuống bên dưới một tí thì chúng ta sẽ thấy Andropka. Andropka này thì nó chỉ có một con đường thôi, một con đường để cho đỡ và một con đường để cho mà chôn người thôi để chúng ta đi vào. Đây có một cái đường chính này là coi như người ta ở đây, và cái đường phụ đây là mồ mả chôn cất thế thôi, chỉ có hai đường, nó cũng không ăn thua. Và dưới dưới cái đường sắt này chúng ta thấy là có một cái đường hầm của Nga, đường hầm Nga là trước đây, xong đó đây là chúng ta biết là đi đây là chui dưới đất này, chui dưới đất là trước phải trên nhé, rồi bắt đầu là lên trên này là bắt đầu Nga còn đây là cái đường sắt, các bạn cứ tưởng tượng như vậy đó, đường sắt. Còn ngoài này nó là cái kênh đấy, có cái kênh ngoài này. Thì hiện nay cái khu vực này là Nga hôm qua bị tôi thấy gọi là cái đầu lâu màu đỏ rất nhiều, bị các cái UAV nó tấn công vào khu vực này. Anh có thể nói là đổ máu rất nhiều ở khu vực này các bạn nhé. Cũng không ngờ, không nghĩ là tại sao nó lại có cái chuyện như vậy. Và có một số cái xe tăng, một xe bọc thép của Nga đã bị đánh bại bởi các UAV đó. Chúng ta đi xuống phía dưới này. Belarus thì Nga cũng đã chiếm được một gọi là một tí cho nó vui thôi, chứ cũng chả nhiều đâu. Ở khu vực này, chúng ta biết là bám bám ở cái chỗ này có tí bẹo đây thôi các bạn nha, nhưng mà dù sao nó cũng là cái chỗ đứng rất là quan trọng. Tại khu vực phía dưới này thì hiện nay chính thức là Nga bắt đầu đánh vào vào Semenovka rồi các bạn nha, chứ hôm trước thì cứ nói chứ hôm nay bắt đầu là Arukha cũng đánh lên. Thì không biết là cái này nó cũng có một con đường thôi, nó là một con đường chủ yếu là con đường vận chuyển vận tải thương binh cứu viện tiếp viện vân vân, và chở tức là rút lui, tất cả đều là từ ngã ba Siminoka này, chứ nó không có nhà dân, dân ở đây chỉ có vài người, thì nó chủ yếu là các cái doanh trại cũng như các cái kho kho tàng bến bãi, nói chung là căn cứ hậu cần rất quan trọng ở chỗ cho Adipka trước đây. Thì hiện nay bắt đầu Nga tấn công ở đây, cái này cũng lâu lắm rồi, chúng ta thấy bây giờ bắt đầu phải đánh Arukha thì không có gì, nhưng mà Tonenka hiện nay thì bắt đầu là Nga đang đánh vào cái đường trên này. Chúng ta biết đường dưới này nó có những cái công sự đấy, công sự rất là lớn đấy, chính vì thế cho nên Nga bây giờ đã không đánh vào các cái đường công sự đó, mà Nga đánh tức là từ đây đi đi tức là đi ngoài ruộng này các bạn, đánh ngoài ruộng. Đi ngoài ruộng này thì nó có cái là nó nguy hiểm bởi vì rất là nhiều mìn, nhưng mà đây là cái khu vực rút lui của quân Ukraine trước đây. À, cho nên chúng ta nghĩ là nó cũng sẽ ổn thôi, là sẽ đi theo các con đường đó. Thế là họ có thể họ đánh xuống theo các cái hướng như vậy và mưu đồ như thế, nhưng mà Nga thì chúng ta thấy là sẽ bài binh bố trận rất là nhiều cái tuyến phòng thủ như thế, thì rất là khó mà đánh xuống. Đây cái chỗ là nhà máy hóa chất, đây là cái chỗ Teron là điểm cao nhất, đây là coi như thủ phủ của cái khu vực này, cái cho là thị trấn này. Còn Stepova thì Nga đang phải giữ hai đầu, một đầu là đường sắt đi xuống và một bên này là từ Belarus đánh sang, và tất nhiên là cái chỗ này đang giao tranh chúng ta thấy rồi. Còn phía nam thì họ không thể nào mà tiếp xúc được bởi vì đó chính là Pervomaiskaya, khu vực này. Khu vực này thì họ sẽ không thể đánh vào cái nhà Alipka trong này được. Chúng ta thấy nhìn lại cái mặt trận Adipka, chúng ta thấy là các cái gọi là công sự của họ khủng khiếp như thế này, tức là cái thành trì lớn nhất của bên Ukraine coi như đã bị phá vỡ rồi, thì lúc đấy là cho họ rất là đau đớn.
Thì Adipka nó là một trong những cái biểu tượng thôi, chứ còn nếu mà nói mà bây giờ mà cái biểu tượng lớn nhất chính là Odessa. Gần như là bên kia là ngày nào cũng có các cái phái đoàn cố vấn quân sự hoặc là phái đoàn kể cả chính trị cấp cao của nước ngoài đến đấy, kể cả Zelensky đến đó, thì chúng ta biết là Macron cũng để mắt đến đó và Anh cũng để mắt đến đó. Thì chúng ta biết cái Odessa là cái chỗ nguy hiểm nhất. Các khu vực phía dưới này chúng ta cũng không thấy gì mới, nó vẫn theo những cái tình trạng cũ, và riêng cái chỗ Krasnogorovka thứ hai trên kia là khác, nó cũng cùng tên đấy. Thì khu vực này Nga cũng bắt đầu giảm đánh bom vào, chỉ có một hai điểm là vào đánh vào cái chỗ chắc có lẽ trung tâm chỉ huy, là cái chỗ mà phía phía đông bắc của Krasnogorovka, có lẽ là có cái gì đó giá trị ở đấy. Thì Nga đã đánh hai quả bom Pháp 1.500 cực lớn, thì chắc chắn là nó sẽ là cái trung tâm chỉ huy, thì cái này chúng ta chưa xác minh được. Khu vực chỗ Marika thì cũng không có tiến triển. Bavenda thì cố gắng đang giữ vững trận địa. Còn Novomikhailovka thì Nga lại tiếp tục bị lùi rồi các bạn nhé. À, bị đẩy lùi ở khu vực này. Thì chúng ta không biết là tại sao mà bây giờ, tức là Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Đấy, theo đúng từ dịch ra là như vậy đấy các bạn. Đấy, cũng chưa ăn thua các bạn. Có lẽ là cũng phải chờ đợi một thời gian ngắn sắp tới để cho ổn định Nga, ổn định lại cái vĩ mô, rồi bắt đầu là ngồi họp với Shoigu để chốt lại thôi. Thực tế là có các cái điểm chính là ông Shoigu đã nắm được cái ý đồ của ông Putin rồi, nhưng mà đúng ra cái chuyện này đánh ở đâu như thế nào nặng nhẹ hoặc là chiếm chiếc thì rõ ràng là ông, ví dụ như là nói về cái tổng thể thì ông Putin nói, thì còn càng từng các cái mặt trận này, chỗ Novomikhailovka hay là nọ kia thì các ông Shoigu và ông Gerasimov tự quyết thôi, chỉ có báo cáo lại thôi. Cái khu vực chỗ Urasna này thì Nga cũng đang tiếp tục bảo bom như mọi lần, mọi hôm. Ở đây hình như nó có một cái gì đó và họ có vẻ như là bên Ukraine đã quan tâm cái khu vực này. Đấy, cho nên là họ đã đưa chắc là các cái thiết bị cũng như là quân lính đến đây, thì Nga đang tập trung đánh bom ở khu vực này. Còn khu vực Zaporizhia này thì như chúng ta đã nói rồi, tôi đã nói lâu rồi, Nga sẽ lấy cái này. Chính quyền này muốn lấy cái này thì rõ ràng cái vùng này là Nga sẽ phải làm việc. Mà muốn làm việc cái vùng này thì chúng ta biết là Nga sẽ bám vào các con đường. Các con đường. Như chúng ta thấy ở đây thì rõ ràng nó cả một vùng trống này thì nó chỉ có các con đường là nối các địa danh với nhau thôi. Chứ còn ở rộng này hoặc là núi này thì cũng không có ai cả. Tất nhiên Zaporizhia thì nó đồng bằng nhiều hơn. Thế là chúng ta mới đi vào cái chỗ mà gọi là Myrna đây, thì Nga đã lấy được ấy, thì chúng ta thấy là ví dụ từ đây đến đây thì nó cũng rất là xa. Đấy. Rất là xa. Tôi lấy cái này tôi kẻ này. Đấy. Thấy cái đường này các bạn. Đấy. Đấy. Mà cái chỗ này mà đến cái đường này rất xa. Nhưng mà chúng ta thấy chỗ Myrna mà Nga lấy được thì nó rất là ngắn. Đấy. Tức là cái Nga cố gắng tiếp cận đường một cách nhanh nhất. Tức là cắt tất cả các đường. Khi mà cắt anh này rồi thì anh này mà đi muốn xuống đây cũng được, anh này xuống đây cũng được, hoặc đi đâu cũng được hết. Muốn đi qua một con đường như này là anh phải đi qua thôi. Đấy. Đấy, đến Hulipula đấy thì nó to đùng rồi. Thì cái chỗ này là chúng ta thấy là con tí đoạn này, còn có đoạn này là bên Ukraine quản lý rồi. Đấy. Nó là như vậy, cho nên chính vì thế cho nên Nga rất là quan trọng đó. Đánh cái ngắn nhất không việc gì phải đánh chỗ dài đây, cái mỏm mỏm ra đây thì cũng phải là cái chỗ lồi đây, để Nga cũng ra lấy cái đường này hết này, tất cả những cái chỗ lồi lồi đây là cái đường hết Charona này, và đặc biệt hôm nay là cái chỗ Malinovka này, hôm nay là giao tranh ở đây rất là, thì Nga đã lấy được cái khu vực này rất quan trọng, và bây giờ bắt đầu Nga đang đang lấy cái này, thì chúng ta thấy nó có một con đường đây, chính là con đường. Chả đâu mà coi như tiếp xúc mà coi như gần đường hơn là cái chỗ này, cho nên chúng ta ngày sẽ nghe nói nhiều về cái chỗ Malinovka này các bạn nhé. Đây, đây là mảng này lấy rồi, còn Chernova này Nga sẽ lấy luôn cái vùng này, hiện nay cũng đang giao tranh khu vực này, và tất cả mọi mọi thứ ở đây là Nga sẽ tập trung vào cái Gulipola để mà đánh vào chỗ Gulipola. Thì đương nhiên là cái từ Pologi ở dưới này của Nga rồi, thì Nga sẽ đánh lên, nhưng mà cái này là cái đánh trực diện đây, và thì nó có thể khác. Bây giờ đang đánh các cái râu ria trước, các đường xa, tức là mang tính gọi là các cái chiến thuật là phải cắt hết các cái đường. Thế rồi khi mà cắt rồi còn một mình anh chàng này thì bắt đầu đánh bom vào,
đánh bao vào, sau đó bộ binh sẽ đặt một tiến lên. Thì cái khu vực này chỉ to nhất là ở đây là cái này thôi các bạn, nếu mà lớn nhất là khu vực này là cái chỗ này, đây cái Zaporizhia mà hiện nay chưa kiểm soát được đây là các bạn nha. Còn cái vùng này là cái vùng này là nó thuộc ở tây nam cực tây nam của bên Donetsk. Thế thì cái khu vực này chúng ta đang nói ở đâu? Chúng ta đang nói ở đây. Nga đang ở chầm hăm ở cái chỗ này. Cái tôi mới nói là cái này nó sắp nổi trội, đó là Malinovka nó ở đây. Và anh chàng Mirna, chúng ta thấy cái đường này nó sát nhất là ở đây. Đấy, còn cái dưới Plohi thì đương nhiên là cái chỗ này thì là Nga sẽ đánh lên trực diện sau khi đã làm xong hai cái các cái anh chàng này, các cái đường này. Đấy là chúng ta sẽ thấy cái Gallipoli. Anh chàng lớn nhất ở khu vực phía dưới này đó chính là ông Morikov. Chúng ta cũng thấy có rất nhiều cái đường đi vào. Đây là Robotina, đây là khu vực Verkhovna, thì các khu vực này cũng đang đánh rất là nhịp nhàng. Sau khi lấy xong cái này, đây là các cái nó đương nhiên nó nối với nhau và đường cái này nó sẽ đánh lên đây là chỗ Arikov. Đây thì chúng tôi là đánh, tôi cứ vẽ vậy thôi nha các bạn nha, chứ còn thay đổi màu nó, mỗi lần thay đổi màu là nó nhì nhặn. Bắt đầu là Nga sẽ đánh lên như vậy, phải lấy bằng được này. Còn cái Robotina và cái Verbove đây là mũi thôi, nó là tức là mũi thôi, còn tất cả các cái này cũng là chính này. Sau khi hai đồng chí này đã ok với nhau, Orikov có lẽ là lấy sau Gulipola. Đấy, còn trong trường hợp mà nếu mà nó, bởi vì đây nó trung tâm hơn các bạn, trung tâm hơn Gulipola, sau đó là sẽ đánh lên trên này, và trên này chúng ta nói nhiều rồi. Còn các đồng chí ở trên kia, các đồng chí đánh trên đấy là mà còn xuống tới cái đường này, các đánh, đánh xuống đây thì là cái việc đấy là việc sau, nó tương tác với chỗ Adipka và Krovska cũng như là cha xuống giải Ivanovka. Đấy thì hiện nay cái khu vực này nó là như vậy đấy các bạn nha. Mà Ivanovka hiện nay Nga đang pháo kích cho đấy rất dữ dội, rất dữ dội. Khi mà Nga pháo kích rồi đánh bom là biết chỗ đấy là coi như là sắp mà đi, sắp đi. Vậy thôi, chúng ta tiếp tục đi xuống phía dưới này. Khu vực Biển Đen này thì chúng ta biết là Nga đang rất là quan tâm cái chỗ mà cảng Mykolaiv này đi ra, còn là Nikol đi ra đây. Cho nên hiện nay là các khu vực này là họ đang làm thêm một cái cầu. Thì hôm qua Nga đánh một cái cầu rồi, thì hôm nay người ta đang làm một cái cầu khác. Và người ta và hôm qua Nga cũng đánh được một cái tàu chở hàng ở khu vực này. Đấy, phá hủy được một con tàu và một cái cầu quan trọng. Và Ukraine hiện nay đang xây dựng phòng tuyến chỗ Pezhara. Pezhara thì tôi nhớ là cái chỗ sao nào. Thì đây cái chỗ mà Pezhara này thì bên Ukraine nó đang làm cái phòng tuyến. Đang làm một cái phòng tuyến ở đây. Pezhara này. Thì Nga cũng đang cũng là buồn cười, không biết là tại sao nó lại làm ở đây. Đấy, thử không được. Hay là họ sợ là coi như là Nga sẽ đánh từ đây lên Ochakov. Ochakov sau đó là đánh cái đường này đi lên, thì không hiểu tại sao mà lại Nga lại bên họ lại làm cái chỗ này. Còn cái phía bên này chúng ta biết là Nga đánh được cái tàu và một cái cầu rồi. Vậy thôi, thì hiện nay thì người ta nói rằng là phương Tây đã có mặt ở trên đất Ukraine, thì thực tế là từ 2014 rồi, nhưng mà bây giờ người ta ở một cách công khai hơn, rõ ràng hơn, và như thế là có nghĩa là các kế hoạch nó cũng đã có. Chính vì thế cho Nga hiện nay là Nga phải hết sức quan tâm đến cái vấn đề này. Hiện nay thì NATO đang xây dựng một cái cơ sở quân sự rất lớn tại Romania, có thể chứa được 10.000 lính NATO ở đây. Đây chính là các cái lực lượng của không quân, của hải quân và thậm chí cả lục quân để mà có thể là đánh qua Odessa hoặc là đánh qua Moldova, hay nói cái khác đây là cái lực lượng phản ứng nhanh bên NATO, là người ta thường người ta làm các cái lực lượng như vậy. Đấy, thì hiện nay có thể nói rằng là tình hình chỗ Odessa là rất là nghiêm trọng, và cũng tiếp tục có những một số cái hoạt động do thám ở bên ngoài Biển Đen. Và ông thấy hôm nay là tôi thấy nó bay tới gần khu vực này các bạn, tới gần khu vực này luôn. Đấy. Thì hôm trước là hồi xưa là chúng ta thấy là cái đây là cách 60 km là bị ở đây, còn bây giờ nó bay thì nó cũng đang quốc tế thôi nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Ở đây thì chúng ta biết là đây là Novorossiysk, đây có rất nhiều tàu bè của Nga là nằm ở trong cái cảng này, rất nhiều ở đây. Đấy. Và người ta nhòm dòm ngó đây thì chắc chắn là người ta sẽ dòm ngó cái cầu này rồi. Đấy. Và tất cả các tàu này
đấy, các cái lỗ hổng, và đương nhiên nó có cái chỗ này nó có một cái cảng và một cái kho, và đây nó là giàn tà. Thì bây giờ hiện nay cái Global Hub và một số cái gọi là nó thay thay phiên nhau các loại máy bay nhé, thì đây tôi thấy các cái đường bay của nó, của cái fly radar đó, tức là nó ghi lại hết tất cả các cái chuyến bay của thế giới bay ở đâu là nó hiện nay đang bay đây. Vậy thôi, thì hôm nay nó cũng có một số cái đổi cộm, thì tôi cũng xin trao đổi với các bạn như vậy. Rồi chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong các cái bản tin sau, có cái gì mới thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta bàn nhau. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.